Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Converter. Hôm trước thì mình đã có làm một video liên quan đến mở hộp sản phẩm là RTX 4090 đến từ Acer. Thì ở trong video đấy thì mình đã nói rằng là khi nào có driver thì mình sẽ gửi đến cho anh em một cái phiên bản có thể nói là hoàn chỉnh nhất này, có test đầy đủ hiệu năng. Ngay sau cái buổi tối mà mình lên cái video mở hộp đấy thì vào khoảng 20 giờ thì chính NVIDIA đã tung ra một bản driver, và tất nhiên là anh em đã hoàn toàn có thể tải được trực tiếp từ trên trang chủ về, anh em có thể cài đặt, miễn là anh em đã có được một phiên bản là RTX 4090. Về mặt cơ bản đi, thì khi mà mình làm những cái sản phẩm mới thì mình sẽ quan tâm nhiều đến khía cạnh mà NVIDIA quảng cáo, tức là những cái hãng người ta đưa ra ấy. Thì với 4090, NVIDIA nói khá nhiều liên quan đến cái khả năng chơi game. Khi anh em search ở trên trang chủ thì thậm chí ở một số tựa game mà NVIDIA đã ghi là 4090 mạnh gấp 4 lần khi so với RTX 3090 Ti. Tất nhiên thì đấy nó sẽ liên quan đến khá là nhiều cái yếu tố. Ví dụ như họ sử dụng cái ray tracing như thế nào này, họ sử dụng cái công nghệ DLSS 3.0 như nào này, và họ test trong điều kiện ra sao. Cái này thì nó sẽ khá là khó để chúng ta có thể nhắc đến. Tuy nhiên, điều mà chúng ta có thể cảm nhận được đó là cái hiệu năng thuần túy, kể cả khi chúng ta không kể đến hai công nghệ kia, thì hiệu năng của RTX 4090 là như thế nào. Tiếp theo nữa, một cái khía cạnh đó là về hệ thống cấp điện. Thì ở trong video đấy thì mình có nói rằng là cái cổng microfit 12 pin này và đã cắm vào đến tận 4 cổng 8 pin, và mình đã có khuyến cáo rằng là những cái sản phẩm ví dụ như 4090 này thì chúng ta nên sử dụng bộ nguồn 1000W trở lên. Vậy thì cụ thể là như thế nào? Thì với cái phiên bản mà khi mình cắm 4 cổng cấp nguồn 8 pin này, mình sử dụng cái chế độ Performance Mode của Acer này. Tiếp theo nữa là mình sử dụng tải Firmax phiên bản mới nhất, driver tất cả mọi thứ là mới nhất. Win10 của mình thì mình cũng dùng là mới nhất. Thì cái điện năng tiêu thụ của sản phẩm anh em biết là bao nhiêu không? Thì cái tiêu thụ của sản phẩm sẽ vào khoảng chừng là 450W điện. Đầu tiên thì khi mà mình chưa test ấy, thì mình nghĩ là có khi nào với 4 cổng cấp 18 pin thì có thể lên đến 600W hay là không. Nhưng thực tế là không, chỉ khoảng 450W thôi. Hoặc là thậm chí khi anh em rút ra một cổng 8 pin thì hệ thống vẫn có thể hoạt động được ở mức là 450W. Còn lý do vì sao lại như thế thì mình sẽ làm một số hỏi đáp cùng với anh Tiến để giải thích về cái vấn đề này. Thôi quay trở lại một chút đi. Thì với những cái bộ nguồn chúng ta sẽ cung cấp như thế nào thì mình sẽ lấy một công thức đơn giản thôi. Mình sẽ lấy cái card họa là khoảng 450W đi. CPU thì mình sử dụng ở đây là một mẫu CPU Intel Core i9, tức là một trong những mẫu CPU đầu bảng của Intel dành cho chơi game. Thì với Intel Core i9 thì mình cứ lấy tròn 300 đi, thực ra chỉ có 240 đến 280 thôi, nhưng mình cứ lấy 300 cho dư giả. Thì với 450 và với 300 đã là 750W rồi. Cộng thêm một vài những thành phần linh kiện như kiểu LED RGB này, anh em lắp thêm tản hay là nhiều những cái thiết bị khác như kiểu ổ cứng các thứ, thì chúng ta sẽ cộng thêm khoảng chừng là 200W nữa. Tức là chúng ta đã cần được một bộ nguồn 1000W rồi. Và những cái bộ nguồn 1000W trên thị trường thì tất cả đều là những bộ nguồn công suất thực cả, thế nên mình sẽ không cần phải đi sâu vào cái khía cạnh liên quan đến hệ thống nguồn nữa nhé. Với những cái phiên bản như là RTX 4090 thì dĩ nhiên khi mà chơi game, mọi người sẽ hướng đến là chơi game chế độ phân giải 4K. Thật ra là chơi game chế độ phân giải 4K thì có nhiều kiểu, native này hoặc là upscale. Tuy nhiên thì chúng ta hãy nói đến cái 4K thuần túy đi. Nếu nói về 4K chơi game ấy, thì ngày xưa kể cả những phiên bản như 1080 hay là 1080 Ti, mọi người đã nói rằng đây là phiên bản tốt nhất để chơi game chế độ phân giải 4K. Và sau đấy chúng ta có dòng 2080 cũng là tốt nhất chơi game độ phân giải là 4K, 3080 cũng thế. Và ở đây với 4090 chúng ta sẽ vẫn có câu đấy. Tất nhiên bởi vì những câu đấy không sai, bởi vì trong cái thời điểm những cái năm mà những phiên bản đấy ra mắt thì đấy là phiên bản tốt nhất để có thể chơi game chế độ phân giải 4K. Và khi chơi game chế độ phân giải 4K ngày xưa thì chúng ta sẽ chỉ quan tâm đến yếu tố là đạt đủ 30fps, tức là vừa đủ cái mức tạm mượt mà để chúng ta có thể trải nghiệm game. Còn sang đến những phiên bản như 4000 series đây, chơi game chế độ phân giải 4K, thậm chí ấy, nó còn hơn như thế nữa. Vậy thì hơn ở đây là như thế nào? Trước tiên thì mình sẽ nói về những cái tựa game online, tức là những cái tựa game khá là nhẹ trên thị trường mà khi chúng ta setting ở chế độ phân giải 4K, dĩ nhiên sẽ phải là max setting rồi, thì cái mức FPS trong game đạt được là cực kỳ cao. Với những cái tựa game ví dụ như CSGO là một trong những cái tựa game mà anh em yêu cầu FPS càng cao càng tốt, thì khi thiết lập chế độ phân giải 4K thì vẫn đạt được đến 300-400 FPS. Đây là mình sẽ không dùng thêm những cái lệnh console để có thể can thiệp vào những cái FPS trong game này. Thì với 4K, cái mức FPS đạt được như vậy là rất cao. Anh em hoàn toàn có thể thực hiện được những cái pha bị địch bắn cho
tôi hết cả người vào trên độ giải 4K, chơi game bị hành ở góc nhìn 300fps. Một số tựa game khác như Valorant thì cũng tương tự thôi, FPS đạt được là rất cao, 400-500fps trên độ giải là 4K. Thì mình cũng có tò mò một chút, khi mà mình chơi game trên độ giải 4K như vậy thì mình hạ về Full HD thì sao? FPS có lên được 1000 hay không? Thì mình đã có hạ thì mức FPS vẫn vậy. Cái điều khác biệt ở đây đó là cái mức điện tiêu thụ của GPU đã khác nhau. Khi mà mình hạ cái tinh xuống độ phân giải Full HD thì lúc này GPU hoạt động rất ít, chỉ tiêu thụ khoảng chừng có 80W điện thôi. Thế nên thì anh em biết rồi đấy, chúng ta có những sản phẩm mạnh mẽ như này thì cứ cái màn hình là 4K đóng vào là tuyệt vời nhất. Một số anh em thì đã có xem được những cái thông tin trên mạng liên quan đến cái phiên bản là RTX 4090 này. Đó là khi chúng ta chơi game, cái tựa game là Overwatch 2, thì cái tựa game này có thể đạt được cái mức FPS là trên 600fps. Và cái nhà sản xuất đây cũng đã đưa ra một cái giải pháp cực kỳ hợp lý, đó là cái giới hạn mức FPS tối đa là vào khoảng 600. Mình thấy ở đây cũng là một trong những cái giới hạn hợp lý thôi, bởi vì là với cái độ tựa game, chơi game được ở trên độ phân giải 4K mà 600fps, mà anh em sử dụng những cái mẫu màn hình như kiểu 120Hz thì 120 và 600fps như vậy đã xảy ra tình trạng là xé hình rồi, bắt buộc chúng ta phải bật những cái tính năng như kiểu G-Sync lên. Thì khi bật tính năng G-Sync lên thì cái mức FPS trong game thì cũng sẽ bị giới hạn lại thôi. Thế nên giới hạn ngay từ đầu đi thì biết đâu hiệu quả lại tốt hơn. Còn thực tế khi mà mình trải nghiệm được thì đúng là có thể đạt được cái mức là 600fps, tuy nhiên sẽ cần phải tối ưu một chút và cũng tùy từng map và tùy từng game anh em chơi nữa. Thì khi mà mình có test qua thì hầu hết mình sẽ đạt được là 500fps. Khi mình đang ở trong lobby, mình đang trong quá trình đổi tướng và mình có thể nhảy nhót một chút thì mình có thể đạt được là 500fps. Còn khi mà mình nhảy ra và mình bắt đầu lao vào combat thì cái mức FPS lúc này sẽ rơi vào khoảng chừng là hơn 400fps. Tuy nhiên hơn 400 với độ phân giải 4K cũng là một trong những mức FPS rất cao để có thể chơi game rồi. Và mình khuyên nếu anh em có điều kiện thì chúng ta có thể đầu tư những mẫu màn hình là 240Hz thì mình thấy sẽ là phù hợp nhất để có thể chơi game được trên độ phân giải là 4K. Thì đấy là sơ qua một chút về những cái tựa game liên quan đến online, những cái tựa game offline về điều mà chúng ta thực sự cần phải quan tâm. Bởi vì những cái tựa game offline ở đây, thứ nhất là sẽ thể hiện được là cái hiệu năng thực tế của RTX 4090 là như thế nào, và cái thứ hai nữa là khi mà chúng ta chơi game này, chúng ta tận dụng những cái tính năng mà do chính Nvidia quảng cáo là DLSS 3.0 và Ray Tracing mới, thì cái hiệu quả khi mà chúng ta chơi game thì sẽ ra sao. Thì mình đã có test qua với một số tựa game có hỗ trợ và không hỗ trợ. Thì với cái tính năng là DLSS 3.0 thì anh em muốn tận dụng tính năng này sẽ có một số những setting mà anh em cần phải quan tâm. Thứ nhất là cái chế độ mà chúng ta muốn cái hình ảnh trong game không bị thay đổi nhiều thì chúng ta có thể để là quality. Còn những anh em nào mà muốn FPS trong game cao nhất có thể thì có thể chuyển sang những cái tựa game có thể ghi cái chữ là Ultra Performance hoặc là mỗi dòng chữ là Performance thôi. Tuy nhiên cái câu chuyện xảy ra ở đây là khi anh em làm như thế thì cái tựa game ở bên trong anh em chơi ấy, ở một số chi tiết nó sẽ không còn đẹp bằng khi mà chúng ta không bật những cái tính năng đấy. Tính năng đấy chủ yếu là để búp cái mức FPS lên cao. Tuy nhiên theo như mình thấy ấy, tính năng đấy có hay nhưng cái vốn dĩ cái nhân GPU bên trong rất là mạnh, thậm chí chúng ta không cần phải bật tính năng đấy. Thì cụ thể là như thế nào, thì với những cái tựa game mình test thì hầu hết cái mức FPS trong game thì đều đạt được là trên 100fps trên độ phân giải là 4K, 100fps trên độ phân giải là 4K. Anh em nhớ cái điều đấy nhá. Tiếp theo nữa, đây là những tựa game offline, những cái tựa game nặng chúng ta yêu cầu là cần phải trải nghiệm từ này. Những cái tựa game open world thì thông thường anh em sẽ di chuyển khá là chậm thôi để chúng ta có thể ngắm nhìn thế giới. Thì việc cái mức FPS đẩy được lên khoảng chừng cao hơn nữa đi, khoảng chừng là 200fps nhiều khi cũng không giải quyết được nhiều vấn đề lắm. Thay vào đấy là chúng ta cần những cái setting nó đẹp đẽ, nó mượt mà hơn. Thì cái lúc này chúng ta sẽ tận dụng thêm tính năng Ray Tracing thì bật lên. Lúc này thì FPS trong game sẽ giảm xuống một chút, nhưng thay vào đấy những cái đổ bóng nhân vật sẽ thật hơn. Và chúng ta bật thêm tính năng Quality nữa, tất nhiên là chúng ta sẽ có được một tựa game là hoàn toàn thoải mái, đồ họa đẹp này và mức FPS rất cao. Tuy nhiên thì mình đã có nhận ra được hai cái điểm khác biệt lớn. Thứ nhất là về cái mình đã nói rồi, là cái chất lượng của độ phân giải khi mà chúng ta bật cái tính năng đấy lên tối đa thì cái chất lượng của hình ảnh nó sẽ không được cao. Còn khi một cái tính năng điều thứ hai này, cái điều này khá là hay này mà mình nghĩ là anh em chắc cũng không để ý lắm đâu, đó là về mức thay đổi về điện năng tiêu thụ của sản phẩm. Thì với tính năng DLSS này thì
chủ yếu sẽ liên quan đến AI, cái nhân TensorCore bên trong sẽ xử lý cái vấn đề đấy. Thì cái điện tiêu thụ của hai cái setting khác nhau nhá, một bên mình để bình thường và một bên mình để là Ultra Performance, thì cái mức điện tiêu thụ đã khác nhau. Một bên là rơi khoảng chừng là 350W hoặc gần 400W và một bên chỉ khoảng hơn 200W mà thôi. Cái mức điện chúng ta tiết kiệm được là 150W, còn mức FPS là khá là tương đồng. Nhưng mà mình thấy tại sao chúng ta cần phải cách tiết kiệm điện trên cái phiên bản như kiểu RTX 4090 nhỉ? Chúng ta đã đầu tư một sản phẩm nó khỏe như này thì tại sao chúng ta không bật lên để có thể chơi game? Đấy là điều mà mình thấy được. Thì thứ nhất, mình không phủ nhận cái vấn đề liên quan đến cái công nghệ mới của NVIDIA, và mình đã có test thực tế rồi. Thì mình thấy là cái sức mạnh thuần túy của RTX 4090 và chúng ta bật thêm tính năng ray tracing sẽ mang lại cái trải nghiệm là rất tốt. Nếu anh em cảm thấy mà cái mức FPS không đủ cao thì bật thêm cái tính năng đó là DLSS 3.0. Thế nhưng chúng ta để chế độ là Quality thì cái lúc này cái độ phân giải của game nó sẽ không bị thay đổi nhiều, thậm chí là vẫn giữ nguyên cái mức FPS chúng ta được cao hơn. Thì lúc này anh em có thể nhìn trên trang chủ của hãng, mình sẽ thấy là sao tôi không thấy nó được lên nhiều như quảng cáo. Nhưng chúng ta chơi game, chúng ta cần cái sự trải nghiệm tốt nhất có thể, chứ không phải là những cái điểm số mà mang ra để khoe nhau. Hoặc thậm chí nếu như anh em nào ở đây vẫn còn đam mê những cái điểm số, những cái tester để mang ra khoe nhau, thì mình cũng sẽ thỏa mãn dành cho anh em. Thì với cái phiên bản là RTX 4090 thì mình đã có thử qua cái bài test là Time Spy, thì cái điểm số đạt được là hơn 30.000 điểm. Anh em có thể tưởng tượng được là 30.000 điểm nó cao như nào không? Thì mình sẽ lấy ví dụ với những phiên bản như RTX 3090 hoặc là 3090 Ti thì cái điểm số Time Spy đạt được là khoảng 17 hoặc là 18.000 điểm, tức là cái mức chênh ở đây là 12.000 điểm. Trong khi đấy, cái mức giá của RTX 4090 Ti so với cùng kỳ năm ngoái thì đang rẻ hơn khi so với RTX 3090. Thì anh em có thể thấy được là cái mức đầu tư chúng ta có thể nói là cũng không thay đổi. Tuy nhiên, cái hiệu năng đạt được là rất cao, và 4090 bây giờ đã phù hợp hơn rất nhiều so với nhu cầu chơi game, những cái streamer. Nói nghe như vậy thì anh em thấy có đúng hay không? Mình thấy thì dành cho streamer nào mà chúng ta chơi game xong record phát lại trên những cái nền tảng thôi. Bởi vì khi mà anh em livestream ở trên YouTube thì cũng sẽ bị giới hạn lại ở độ phân giải 2K, hoặc thậm chí livestream trên Facebook thì cũng bị giới hạn lại ở độ phân giải là Full HD. Thế nên thì có sản phẩm mạnh thì cũng đáng để có thể quan tâm đấy. Sau một số nhận xét của mình về FPS trong game này, chơi game này, online, offline này, những cái mẫu màn hình em cần lựa chọn này, hay thậm chí là những cái cấu hình của sản phẩm, thì mình sẽ để cái yếu tố cuối cùng mà rất nhiều anh em hay được gọi là nhiệt thủ. Thì cái nhiệt độ của sản phẩm khi mà sử dụng là như nào, thì mình sẽ xét trên hai cái cạnh là chúng ta chơi game và khi mà anh em đam mê phơ mát. Thì khi mà chơi game thì cái mức nhiệt độ của Kano Wa chỉ khoảng chừng hơn 50 độ C một chút, mình nhớ không nhầm là khoảng 54 đến 56 độ C, thì đây là cái mức nhiệt có thể nói là cực kỳ mát mẻ để có thể chơi game. Thậm chí là khi mà cái Kano Wa này hoạt động max hiệu năng thì cái mức nhiệt cũng sẽ chỉ loanh quanh cái mức đấy. Thì đây là mức nhiệt có thể nói là cực kỳ tốt, kể cả anh em có là nhiệt thủ. Tất nhiên thì mình cũng đã có test trong môi trường khá là lý tưởng. Mình ở đây thì mình bật điều hòa là 26 độ C. Đằng trước thì mình đã có lắp thêm 3 quạt và đằng sau sẽ có một quạt để thổi gió ra ngoài nữa. Thế nên có thể nói là một trong những cái vỏ cây được lắp quạt tiêu chuẩn để chúng ta có thể sử dụng rồi. Thế nhưng không vì thế mà mình lại bỏ qua một số những comment của anh em. Bởi vì khi mà anh em nhìn vào 4 cổng cấp nguồn 8 pin thì chắc chắn anh em sẽ suy nghĩ đến đó là cái nhiệt độ tỏa ra của sản phẩm là cực kỳ cao. 4 cổng cấp nguồn 8 pin cơ mà nhiệt độ không cao sao được. Thế nhưng thực tế thì cũng không hẳn như vậy. Thì với những phiên bản Founder Edition thì mình chưa có điều kiện mình cầm vào thì mình chưa biết. Bởi vì phiên bản Founder Edition cái bo mạch khá là ngắn, chỉ có 2 quạt thôi và sản phẩm làm dày nữa. Thì những phiên bản đấy nếu mà bảo có nóng thì mình cũng sẽ tin là nóng thôi. Bởi vì trước giờ những phiên bản Founder Edition là những phiên bản tham chiếu thôi, chứ không phải phiên bản tiêu chuẩn để chúng ta có thể lấy ra để nói chuyện trực tiếp. Chứ chúng ta phải nhìn vào những phiên bản mà chúng ta đang sử dụng. Thì với RTX 4090 thì đây phiên bản Rockswitch, tức là một trong những phiên bản cao cấp rồi. Thì Asus cũng đã khá đầu tư liên quan hệ thống heat sink. Thì hệ thống heat sink trong video mở hộp mình có nói là dày khoảng 3K PCIe, thì mình cũng gần đúng rồi, khoảng chừng là dày 3.5K PCIe, tức là hệ thống heat sink này là rất lớn. Thì với một hệ thống heat sink lớn, chúng ta sẽ có cái nhiều cái diện tích tiếp xúc này, nhiều diện tích để có thể tỏa nhiệt ra, thì cái nhiệt độ
cũng sẽ được làm mát tốt hơn. Phơi mát 1 tiếng chỉ khoảng chừng là 62 hoặc cùng lắm là 64 độ C là quá mát mẻ. Cộng với đó là 3 quạt của Asus nữa. 3 quạt thì dùng được 2 năm rồi đấy. Đấy, ba có tức là không, cái công nghệ ấy, vẫn có thể làm mát được cho cả đầu họa là cực kỳ tốt. Còn khi mà mình sử dụng thêm là máy đo nhiệt, mình thì mình phải tin vào máy đo nhiệt hơn, chứ còn sensor ở trong sản phẩm biết đâu đôi khi lại báo sai sao. Thì mình cũng đã có đo nhiệt độ thì cái bề mặt của cái cà đo họa là tương đối mát mẻ, còn khi mà cái phần nóng nhất là khoảng 64 độ C, khi mình có đo, mình đo kỹ càng rồi thì cái lúc đấy là khá gần nhân GPU rồi thì 64 độ C, và mình nhìn ở trong phơ mắc cũng là 64 độ C thì rất khớp khi so với cái sensor ở bên trong báo ra ngoài. Thế nên chúng ta hoàn toàn thoải mái để có thể sử dụng phơ mắc, còn chẳng cần nóng thì anh em biết rồi đấy, chúng ta sử dụng thì sẽ hoàn toàn thoải mái thôi. Tất nhiên thì đây là phiên bản cao cấp của Asus, và phiên bản và cái driver được mình sử dụng là cái driver đầu tiên của NVIDIA nhé, phiên bản driver chính thức. Còn sau này, sau một vài phiên bản update khác thì cái hiệu năng có thay đổi hay không thì mình sẽ chưa thể dám chắc được. Thế nhưng hiện tại như này đã là mát mẻ rồi, cùng lắm thì có thay đổi về driver cái đầu họa mạnh một chút thì cái nhiệt độ sẽ chênh lệch khoảng chừng từ 2-3 độ C thôi, chúng ta sẽ không cần phải lo lắng. Còn với những anh em nào mà muốn sử dụng cái giải pháp là đa cả đầu họa thì lúc này gần như anh em sẽ phải chuyển sang một giải pháp, đó là tải nhân đức custom. Thì cái bảng mạch của sản phẩm cũng không dài đâu, đây như mình thấy là khoảng hơn một găng tay khoảng chừng là 25-26 cm. Thì khi mà chúng ta muốn sử dụng đa cà đầu họa, anh em có thể cắm hai cà đầu họa và sử dụng thêm nhiều những cái block nước nữa. Tuy nhiên thì lúc đấy thì hệ thống tản nhiệt cũng sẽ khá là ấn tượng để có thể sử dụng được đấy. Thì trên đây là video của mình nhận xét sản phẩm là RTX 4090, xét riêng trên khía cạnh là gaming trên độ phân giải là 4K thì với 4090 đây là dòng cà đầu họa đầu bảng đến từ NVIDIA ra mắt cho dòng 4000 series. Vì thế chúng ta sẽ còn rất nhiều điều có test dành cho em nó này, test làm việc này, hoặc là một số những cái công nghệ khác hay ho hơn thì mình sẽ gửi đến cho anh em ở trong những video trong tương lai. Còn hiện tại thì anh em nào mà quan tâm đến khía cạnh chơi game của những phiên bản gọi là 4090 có tốt hay không thì câu trả lời của mình là quá tốt, thậm chí cái mức giá của sản phẩm cũng cực kỳ tuyệt vời. Đây là mình so sánh với năm 2021 thì cái phiên bản 4090 hiện tại thì sẽ có mức giá thấp hơn một chút khi so với 3090 của 2021 nhé. Thế là anh em đã hiểu được là chúng ta đã có thay đổi về mặt hiệu năng của sản phẩm đấy, trong khi đó mức giá lại tốt hơn. Anh em thấy hợp lý đúng không? Hẹn gặp lại anh em trong những video sau.